Rồi, chào các bạn. Theo đồng hồ trên máy của tôi bây giờ là 3 giờ 59 phút. Thì chúng ta đã có 19 người vào trong số 27 người. Bây giờ thành ra là 20 người. Rồi, 20 người vào lớp. Rồi, theo theo như lần trước chúng ta là định làm bài tập, nhưng mà các bạn nói là học lý thuyết trước thì hôm nay chúng ta có bài tập đúng không? Và hôm nay chúng ta có nốt phần 2 của phần chưa nhiễm xạ không? Alo. Vâng ạ. Vâng. Tôi thấy ở đây những cái danh sách thì có những bạn này đã nộp hai chương rồi này. Hai chương bài tập rồi này. Là Đỗ Đức Minh này, Hoàng Thị Mai, Kim Văn Hùng, Lê Xuân Hiếu, Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Đức Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Trung, Phạm Chí Đạt, Vũ Mạnh Hùng và Vũ Nhật Cường. Những người mà nộp một chương này, một chương thì đã có những ai, một chương thì đã có là Nguyễn Văn Quang là chương 2, Nguyễn Văn Phúc chương 1 và Phùng Quốc Tuấn chương 1 đúng không? Trần Anh Hiếu chương 2 nữa, còn thiếu ai không? Em thầy em là Quang, em nộp cả hai trường rồi ạ. Thầy xem lại em. Quang tôi chỉ thấy có một, tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu không thì anh forward lại cái thư mà anh gửi cái chương 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 ấy đi nhé. Em nhớ là thầy cũng trả lời thứ đấy của em rồi. Vâng, Có thể để lẫn vào lớp khác, có thể lẫn vào lớp khác. vâng. Vâng. Và nào nữa nhỉ? Nghe nghe có giọng bạn nữ nào vừa nói đấy nhỉ? Alo. Còn bạn nào thiếu không? Nhắc lại này, Đỗ Đức Minh này, Hoàng Thị Mai này, Kim Văn Hùng, Lê Xuân Hiếu, Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Đức Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Trung, Phạm Chí Đạt, Vũ Mạnh Hùng và Vũ Nhật Cường là những người đã nộp cả hai chương, tôi có bài tập ở đây rồi đúng không? Còn lại thì là những người một chương, hiện tại có trong trong danh sách của tôi một chương ấy, là những người như sau. Nó có là Nguyễn Văn Phúc ở chương 1, Nguyễn Văn Quang chương 2, chúng ta vừa nói chuyện xong đúng không? Và Phùng Quốc Tuấn chương 1, Trần Anh Hiếu chương 2. Đấy là những người đấy. Rồi. Từ lớp chúng ta có 27 người. Có 27 người như vậy thì vẫn còn một số bạn là chưa nộp bài. Chưa nộp bài kể cả chương 1 lẫn chương 2 thì tôi nghĩ là nếu mà có vấn đề gì các bạn đã phải hỏi rồi đúng không? Có vấn đề gì không? Có nhiều bạn chưa chưa thấy nộp bài. Em thấy em vừa forward cái chương 1 cho em rồi, là của em cho Vâng. thầy ạ. Anh Quang cái gì đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng. Ở đây có những người này tôi chưa thấy này, Vương Quốc Anh này. Đinh Bình Dương này. Vương Quốc Anh có đây không? Thấy có bao nhiêu người đăng ký vào lớp đây mà tôi hỏi Vũ Quốc Anh có đây không? Không thấy à? Thế đăng ký vào lớp mà. Nếu đăng ký vào lớp mà không thấy tiếng gì cả. Theo danh sách thì ở đây chúng ta có 23 người vào lớp đúng không? 23 trên 27 thiếu có 4 người thôi. Ok. Đỗ Gia Tuấn Công này, chưa thấy này. Ninh Bình Dương chưa thấy này. Nguyễn Duy Hùng chưa thấy này. Đào Việt Long cũng chưa thấy, đúng không? Tiếp theo Nguyễn Trần Nam. Nguyễn Thị Phương Thảo. Ủa, nhiều thế. Vâng. À đây Vương Quốc Anh đây rồi. Vâng. Okay. Vâng. Alo ạ. Lúc đấy anh làm việc khác à? Sao mà không gọi không thấy? Em vừa mới vào. Và bài tập anh chưa có vấn đề gì không về bài tập? Alo ạ. Dạ. Có vấn đề gì về làm bài tập không? Em định nộp một thẻ luôn.
Tôi có thể là anh đã làm bao nhiêu bài rồi? Em mới làm được vài bài chương một rồi. Ôi, thế thì phải khẩn trương chứ không đợi bài tập đến lúc thi giữa kỳ làm nào? Dạ vâng. Rồi, đối ra tuấn công có không? Đối ra tuấn công chưa vào đúng không? À, Phương Thảo có đây không? Nguyễn Thị Phương Thảo. Dạ có. Vâng. Bạn Thảo có vấn đề gì khi làm bài tập không? Dạ em không. Thế sao chưa thấy nộp bài tập? À, em cũng định nộp một thể. Thôi có đến đâu được đến đấy đi nhé. Vâng. Em vừa bị ao ra. À đưa ra tấn công. Vâng. Rồi. Thế bài tập, tình hình bài tập của anh thế nào? Em làm còn vài câu nữa. Cái tối em nộp ạ, tối em gửi ạ. Ok rồi, cảm ơn. Còn anh Đinh Bình Dương có đây không? Ờ, em có. Vâng. Vấn đề gì với bài tập không? Nếu có thắc mắc gì, nếu chưa gì, chưa rõ gì thì cứ hỏi. Ừ, dạ không. Bài tập thì em làm hết chương 1 rồi, còn chương 2 là một vài bài đang làm giỏi nên em định tối em gửi nốt ạ. Rồi, cảm ơn. Vâng. Thế còn ai nhỉ? Duy Hùng có đây không? Nguyễn Duy Hùng. À có, à, em còn chương 2 chưa làm xong thì em làm xong thì em gửi luôn cả chương 1, chương 2 ạ. Rồi vâng, cảm ơn. Anh Đào Việt Long có đây không? Em đây thầy, bạn Long hôm nay đi tiêm mũi 2 xin phép nghỉ buổi hôm nay ạ. Nó có thấy nói gì tôi đâu. À, đây là Thảo, Thảo xin hộ ạ. Ờ, bạn ý bảo em thế, chắc tại cái kênh này thầy không mở chat nên là bạn ý không gõ được. Đâu thì mail có mà. Tôi cho địa chỉ mail mà. À. Như vậy là gì? Như vậy là Đinh Bình Dương, Đinh Bình Dương là đấy à? Đâu? Đinh Bình Dương đâu? Không phải đâu. Đây Duy Hùng đúng không? Nguyễn Duy Hùng đúng không? Có đúng Nguyễn Duy Hùng không Thảo? Dạ. Đó không phải. Bạn nào bảo là đi tiêm hôm nay? Em cho thầy bạn Long, bạn bảo là đào, bạn ý cho thầy qua tim. Đào Việt Long cái gì? Dạ vâng. Hiện tại, à bây giờ tôi mới thấy, bây giờ tôi mới thấy cửa sổ chat có này. Bây giờ mới có này. Vâng. 4:02 mới có này. Đấy, chứ là không phải là có trước nhé. Rồi, thôi được rồi. Vâng. Nếu coi bạn Long có ấy này. Rồi còn ai nhỉ? Anh Phúc, anh Quang có vấn đề gì nữa? À, Phúc hỏi rồi đúng không? Quang vừa nói rồi đúng không? Vâng. Phùng Quốc Tuấn thì sao liên quan đến chương 2? Em thấy em còn mấy bài gần cuối ạ. Ờ. À. Thế bây giờ có bài nào cần trao đổi hôm nay đã? Em có mấy bài cuối em chưa làm được. Rồi, thế có những bài nào cần trao đổi hôm nay theo các bạn? Ta có thể bữa nào đấy ta làm một bài kiểm tra cỡ khoảng một tiết nhé. Đây thì chữa bài 2.10. Cái bài 2.10 nhá. Thầy nhắc em. 2.10 các bạn, thậm chí nếu bạn nào mà không làm được thì cũng không cần quan tâm. Bởi vì bài là ra ngoài cái phạm vi hỏi các bạn trong kỳ thi. Bài đấy thì bạn phải tính cái gì, bạn phải, tức là bình thường chúng ta tính các cái đối cầu đúng không? Đối cầu thì như vậy, khi xét đối cầu thì chúng ta xét theo kiểu như là các cái dao động sáng gửi tới cái điểm quan sát ấy, thì chúng ta xét là từng nửa chu kỳ một. Đúng không? Đối cầu đấy, hai đối cầu liên tiếp với nhau thì là cho hai cái nửa chu kỳ là ngược nhau đúng không? Nếu cái này dương cái kia âm. Đúng không? Thế nhưng mà vì người ta cho chúng ta là qua có 1,5 đối cầu thôi.
cho nên chúng ta không tính được cả chu kỳ, không tính được cả đối cầu, mà ta phải tính, ta lại phải chia cái đối cầu thành ra các nửa đối cầu, sau đó ta xét từng phần tư chu kỳ một. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái tia mà đi thẳng thẳng quá trục ấy thì không nói, nhưng một cái tia mà đi ở cạnh ấy, thì khi mà ở cạnh sẽ còn qua cái lớp nhựa nữa. Như vậy thì khi mà đi qua lớp nhựa đấy thì quang độ là phải trừ đi cái khoảng không gian bình thường một khoảng bằng chiều dày lớp nhựa, và lại cộng thêm một cái khoảng quang độ bằng cái chiều dày lớp nhựa nhân với lại chiết xuất của nhựa nữa. Đấy là khi tính hiệu quang độ ta phải tính thế. Đấy. Tôi vì là bài đấy không hỏi thi mà sắp tới thì tôi không rõ là sẽ thi theo kiểu gì, bởi vì như học kỳ trước ấy, là học kỳ trước của ta thi là thi riêng, nhưng mà không biết được là nếu trường hợp mà cứ học online thế này thì không biết là sẽ tổ chức thi kiểu gì, vì đầu học kỳ là mọi người đã chuẩn bị tinh thần là chúng ta sẽ học nửa cuối học kỳ là học offline thì viết bình thường, nhưng mà với tình hình dịch như này thì tôi cũng không rõ là sắp tới sẽ như thế nào, mình chưa nói trước được, cho nên là cái hình thức thi cũng chưa nói trước được là liệu thi có thi online không hay là chúng ta thi offline được, chưa nói trước được cái chuyện đấy, vì vậy cho nên là tôi cũng không dám chắc điều gì, và do đó thì tôi chỉ đặt cái chú ý của các bạn nặng về mấy cái bài trong sách mà trừ bài 2.10, không cần quan tâm bài 2.10 bộ. Và tôi hứa tôi sẽ không cho cái bài là tương tự như, hoặc là bài 2.10 tương tự như thế, không có. Nếu mà thi riêng và thi chung thì không có rồi. Vậy các bạn cần chú ý những cái bài kiểu như gì? Bài kiểu tính cái khoảng cách góc hay là khoảng cách hay là cái số cực đại gì đấy, thì cái phần đấy là có trong cái phần mấy trang sách mà tôi có chỉ cho các bạn trong cái quyển sách mà của Semilab ấy, đúng không? Đấy là có phần đấy để đọc cái phần đấy có thể làm được tốt cái phần liên quan đến tính sai số, tính cái khoảng xác định của các bậc nó có bậc hiệu xạ vân vân. Đấy là đủ. Thế còn lại thì trong chúng ta về lý thuyết ấy, về lý thuyết chúng ta đã đi qua mấy cái phần như thế này. Là thứ nhất là phần giao thoa, đúng không? Sau đó chúng ta qua phần nhiễu xạ, đúng không? Còn trước chúng ta qua phần tán xạ. Như vậy về phần quang ra còn lại phần liên quan đến phân cực nữa. Là hết phần quang. Sau đó chúng ta sẽ có khoảng 2 tuần liên quan đến thuyết tương đối. Cái thuyết tương đối thì các bạn không có bài tập, chỉ có lý thuyết thôi. Và sau đó thì chúng ta sang phần cơ lượng tử. Thế thì nói chung là cái đề cương của các bạn học lý thì này là nhẹ, không nặng nhẹ. Thì cũng dễ, nhưng mà các bạn cũng vẫn phải đầu tư thời gian cho nó hợp lý. Thế đây tôi nhìn trong sách bài tập ấy, thì phần nhiễu xạ này chúng ta còn lại bao nhiêu bài nữa? Phần nhiễu xạ là chương 2 đúng không? Phần nhiễu xạ chương 2 chúng ta có tất cả là, tôi nhìn thấy đây tất cả là 36 bài đúng không? Đâu, 38 bài, 39 bài đúng không? 39 bài ở đây. Các bạn làm được bao nhiêu bài? Tôi thấy trong sách của mọi người thì có bài các bạn làm bài thứ 34 vân vân các kiểu, đúng không? Còn lấy ra sao? Thế lại là trong phần nhiễu xạ này chúng ta có hai cái
hai cái dạng nhiễu xạ mà nói đến là gì, là nhiễu xạ Fresnel đúng không? Nhiễu xạ Fresnel là khi chúng ta có cái tia tới, các tia song song tới là thẳng góc với lại bề mặt khoảng khe đúng không? Thế còn trong trường hợp mà chúng ta có các tia tới dưới một góc nào đấy với mặt khoảng khe thì các bạn có đấy là trường hợp gì? Trường hợp nhiễu xạ Fraunhofer đúng không? Có vậy không đúng không? Tiếp theo yêu cầu của bạn gì đây? Mới ra có bài 10 đúng không? Thế thì bài 10 mặc dù là không phải là bài gọi là trọng tâm, nhưng mà các bạn yêu cầu thì chúng ta cứ thảo qua bài ấy đấy, hay đã đúng không? Mà tôi sẽ nếu còn 10 vẽ thì không đẹp lắm, nhưng mà đại khái chúng ta sẽ có thế này. Hy vọng là vẫn nhìn được đúng không? 2.10. Rồi, 2.10 ta cho cái gì? Cho lớp trong suốt phủ bản nhựa cạm lỗ tròn tương ứng 1.5 lưỡi cầu. Và chúng ta có ảnh cực đại tại tâm ảnh nhiễu xạ đúng không? Bước sóng là 0.6 micromet đúng không? Chúng ta có nhất là vẽ hình vẽ đã đúng không? Có đây là lớp nhựa đúng không, trong suốt của phủ sau đó cho chúng ta có qua là 1.5 lưỡi cầu nhất đây đúng không, lưỡi cầu thứ hai đại khái như thế này, qua 1.5. Như đây là tâm của ảnh nhiễu xạ đâu đây đúng không? Rồi chúng ta có đứa cầu thứ nhất ở đây là như thế này. Đó, đẹp lắm. Rồi, như hai này đúng không? Thế thì cái chốt chính ở đây là ta phải làm nào? Chốt chính ở đây ta phải có gì ta? Ta có đây là chính đây là một nửa đây đã đúng không? Nửa đây cầu thứ nhất đây đúng không? Cái này có đây là đây là đứa cầu thứ nhất này đúng không? Đứa cầu thứ hai này có như vậy đúng không? Ta cho ta cái gì? Lambda bằng 0.6 micromet đúng không? Ta có y là bằng y max. Thì chúng ta có thể qua là 1.5 lưỡi cầu đầu. Đúng không? Như vậy. Tức là thành ra đây sẽ có tức là n bằng 1.5. Đó, đấy là ta cho ta đúng không? Ta bắt tính là chiều dày d của lớp nhựa đúng không? Nó bằng bao nhiêu? Nó suốt đúng không? Thì về nguyên tắc ta coi này, thì chia thành các đối cầu mới đối cầu sẽ để trong một kép mới là các nửa đối cầu đúng không? Thế như vậy thì ta có gì? Là
Như vậy thì đối với lại cái các cái yêu cầu người ta sẽ nhìn được cái gì? Đối với về nguyên tắc người ta có cái gì ở đây? Nếu mà chia này ta có gì, nếu mà vẽ cái ra nha, ta có này nha, tức là nếu mà vẽ theo dạng hình sin đúng không, ta có thế này. Nếu giả sử ta có đây là các dao động sáng, ta có dạng hình sin là như thế này đúng không, dạng hình sin như thế này đúng không? Đấy là một chu kỳ này đúng không? Thế chúng ta chỉ có gì, chúng ta chỉ có mỗi một đối cầu rưỡi đi qua thôi, thì chúng ta có 3/4 chu kỳ đúng không? Và chúng ta chỉ có đến đây thôi, tôi có phần tôi lấy bút đỏ tôi vẽ là thế này thôi. Chúng ta chỉ có dao động sáng như thế này đi qua những người pha đúng không, đi qua cái lỗ tròn là thế này thôi đúng không? Đấy, thì như này ta thấy này, nếu tôi chia thành các cái gọi các nửa đế cầu ấy, thì hai phần này là triệt tiêu nhau không? Và phần này triệt tiêu nhau đúng không? Về dao động sáng đúng không? Thành ra gì? Chỉ còn nửa đối cầu thứ nhất. Rồi, nửa đối cầu thứ nhất là đóng góp vào dao động sáng. Tại cái điểm quan sát, tại điểm P ở đây đúng không? Rồi, đây thì có thế thôi. Tôi tính hiệu quang độ thì chúng ta bao giờ có là delta L đúng không? Thì bằng L2 trừ đi L1. Rồi nguyên tắc nó có như vậy không? Đúng không? L1 bằng bao nhiêu? L1 thì chúng ta, thì đương nhiên chúng ta có bằng B, nếu đoạn này là bằng B đúng không? Từ đây đến đây, bằng B không? Bằng B đúng không? Rồi cộng với bình thường nó cộng là lambda trên 2, nên có nửa thôi, ta còn lambda trên 2 để chia đôi nữa. Đúng không? Thế còn đối với L2 có bằng bao nhiêu? Có bao nhiêu? Thì với nguyên tắc chỗ này ta có cái gì? Ta có vòng B này cộng với này. Cái này thực ra là hệ số 1 đây nhé. Người ta có là 3 đúng không? Phần 2 nhân với lambda trên 2 đúng không? Rồi tất cả cái này chia đôi đúng không, rồi cộng với dn trừ 1 đúng không, nếu như chiết xuất của cái vật liệu này là n đúng không, chiết xuất của môi trường là 1 đúng không, thì ta có cái phần mà thêm vào vì nó đi qua cái lớp m này đúng không, nó đi vào. Còn tại sao nữa, còn cộng thêm với lại gì, cộng với lại lambda trên 2 mũ 3 nữa, tại sao như vậy? Dạ thành như vậy. Các bạn tại sao có thêm lambda trên 2 mũ 3, tại sao? Do gì? Do sự lệch pha đúng không? Lệch pha khi mà đi qua tấm M đúng không? Và như vậy thì ta có gì? Ta có ở đây delta L sẽ được tính bằng gì? Delta L đấy là tính bằng là L2 chia L1 đúng không? Thì có là B là hết đúng không? Thôi cứ lấy đi. Rồi B này
cộng với này, đúng không? Từ đây là 3 này. Đúng không? 3 phần 4 là 3 phần 8 này. Tôi làm 7 cái này rồi, làm gì có 2 đây đúng không? Đây là 1 này. 1 này, thì đây có 3 thế chứ. Đúng không? Có 3 thế chứ. B này cộng với này. Thì có 3 phần 2 này, 3 phần 4 này, đúng không? Đây là 3 phần 4. 3 phần 4 đúng không? Đây là 1 nhé. 1 lần lambda trên 2 nhé. Thì đây phải 3 lần lambda trên 2 chứ. Vì nó là cái câu thứ, tức là cái nửa cái câu thứ 3 mà. Đúng không? Thì 3 thôi, không có 2 đây, đúng không? Đó, không có 2 đây. Vậy đây là, có đây là gì? Là 3 phần 4 đúng không? 3 phần 4. 3 phần 4 đúng không? Cộng với thêm đây là 1 phần 8 nữa, cộng với 1 phần 8 của lambda đúng không? Cộng với d n trừ 1 đó, đấy là cái l2 đúng không? Trừ d l1 chúng ta có đây sẽ là gì? Sẽ là b và cộng với gì? Cộng với lại đây lambda trên 4 đúng không? Lambda trên 4 có cái này không? Vậy cái này sẽ có, cái này sẽ bằng gì? B là hết này, đúng không? Đây là 7 phần 8 này. 7 phần 8 mà trừ đi 1 phần 4 tức là 2 phần 8 đúng không? Còn là 5 phần 8 không? Đúng không? Còn là 5 phần 8 đúng không? Vậy ta còn đây sẽ là gì? Còn delta L đây sẽ bằng gì? Bằng 5 phần 8 lambda cộng với D n trừ 1 đúng không? Thế bây giờ ở điều kiện cực đại, để cho bằng cực đại thì chữ này sẽ bằng k lambda đúng không? Để có cực đại rồi, từ đấy thì ta có ngay gì là d sẽ được tính bằng gì? D sẽ được tính bằng k trừ đi 5 phần 8 lambda đúng không? Rồi sau nữa chia cho n trừ 1 không? Đúng không? Biết này không? Thế nếu mà trước khi viết thế này thì ta viết lại thế này. Trước khi viết thế này ta viết lại là tức là d n trừ 1 thì bằng k trừ 5 phần 8 lambda đúng không? Thế cái này lớn hơn không rồi. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì n là lớn hơn 1 đúng không? Này lớn không rồi. D lớn hơn 0. Cho nên cả cái này lớn không? Đúng không? D là chiều dày lớn không rồi đúng không? Thế thì suy ra cả vế bên này cũng phải lớn không? Đúng không? Suy ra cả vế bên phải cũng phải lớn không? Thế vế bên phải thì là bởi vì có dấu trừ này. Đúng không? Cho nên để mà cái dấu trừ này thì tôi cộng thêm một lambda vào nữa, đúng không? Thì để viết lại, để cộng thêm một lambda vào. Thì ta viết lại thành gì? Thành ra là k và trừ 5 trên 8 cộng thành như là k cộng với lại 3 phần 8 lambda. Đúng không? Thì ta viết như vậy. Thì cuối cùng thì ta sẽ viết lại dưới rằng là D sẽ bằng gì? Bằng là k cộng với 3 phần 8 lambda đúng không? Chia cho
n trừ 1 thì đấy là, đây là đáp số đúng không? Thay số vào thì chúng ta có được, được kết quả đúng không? Đó, thay số vào ta được kết quả. Đó. Vậy thì ở đây kết quả mà thấp nhất nó có khi nào? Vì cái này là 0,5 rồi đúng không? 1,5 mà trừ đi, trừ đây là 0,5 rồi, mình nhân đôi lên thôi đúng không? Kết quả thấp nhất thì ta có đây sẽ là gì? D sẽ bằng bao nhiêu? Nếu ở đây ta có gì? Nếu k bằng 1 đúng không? Nếu k bằng 1. Vâng, thì kết quả đây ta có sẽ là gì? Là 1 này đúng không? Ui, tôi viết cái này là hơi bậy, cái này phải có ngoặc chứ đúng không? Ngoặc đây chứ. Đấy, vâng. Đó, nếu còn 1 ta có là 11/8. 1/8 nhân với 6 đúng không? 1/8 nhân với 6 thì là cỡ khoảng 1. 1 với chia 0,5 thì cỡ khoảng 2 đúng không? Đáp số là bao nhiêu? Đáp số trong song sách là bao nhiêu? Thế k có thể bằng 0 được không ạ? Tôi đang tính thử xem là k có thể bằng 0 được. Rồi tôi dò thấy đáp số là bao nhiêu vậy đã. Bài là bài 2.10 đúng không? Đáp số đúng này. Bao nhiêu? Đáp số của trong sách giống với đáp số này này. Tôi xem được nhé. Tôi đang dò trong sách này. À, đây là đáp số thôi, đây là đáp số đại số thôi, đáp số số cơ. K bằng 0 thì là, nếu cộng 0 là 3/8, 3/8 là 0,16 là 4,8, 0,48, 0,8 chia 8. À, thì 0 thì 0,06, 0,06 thì lại mỏng quá nha, mỏng quá. Tôi đang tính xem số xem bao nhiêu, bởi vì tính đơn vị là micromet. Cái mỏng quá thì liệu nó có, liệu có thực hiện được đấy không, được trong thực tế không. Nếu mà làm vẫn các cái gọi là các cái công nghệ bình thường thì là nếu mà cỡ 0,06 micromet là cỡ khoảng 100 nanomet đúng không? 100 nanomet 0,45 rồi ạ. 600 không, tôi tính là 0,6 mà 0,6 mà với 3 là 0,48 không? 0,48 mà chia cho 8 thì gọi ra là 0,06 không? 0,06 mà tính 0,06 micromet thì có phải là 600 nanomet không? Không, 600 nanomet, 600 đúng rồi, 600 nanomet. Thì vậy thì nó lại mỏng quá. Thôi rồi, bài này như thế thôi, không cần phải lắm. Cái bài này chủ yếu là xác định là gì, là chúng ta chỉ có cái khu vực này này là khu vực đóng góp vào cường độ sáng đúng không, là cái đới cầu, nửa đới cầu đầu tiên này là đóng góp vào cường độ sáng. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cái sự ảnh hưởng của cái lớp khi mà đi qua được qua cái lớp lớp dày này nữa đúng không, để mất qua cái lớp dày nữa do trọng pha. Vâng. Thế tại sao khi thầy chia đôi cái đới cầu đầu tiên không phải bù, mà chia đôi cái thứ hai phải bù thêm cái lambda chia 2/3? Đấy là do chậm pha khi mà đi qua cái đi qua cái
cái lớp ấy, lớp cái lớp nhựa ở trong ấy, đi qua cái chỗ mà cái mép ấy. Ở trong sách thì nó vẽ là theo kiểu như là giải thích thế nào nhỉ? Để nghĩ sao dùng cái từ nào cho nó hợp lý để giải thích đã. Thôi rồi, tôi cứ đợi cái này cái đã nhé, đợi cái này đã để tôi sẽ giải thích sau nhé. Giải thích sau chúng ta quay lại bài khác đi cho nó kịp thời gian. Thì đã chúng ta có tất cả là 38 bài rồi đúng không? Còn bài nào khác không? Tôi thấy ví dụ như là đưa bài của anh Kim Văn Hùng chẳng hạn, đúng không? Kim Văn Hùng làm tất cả là có bài 30 và cuối cùng, đúng không? Có ngay lập tức, có ngay kết quả, không tính, có ngay kết quả, đúng không? Bài trước đấy là bài 27 và bài 2.5, như vậy có mấy bài thôi. 2.5, 2.3, 2.5, 2.8, 2.14, 2.20, 2.22, 2.23, 26 và 27 và 30. Tức là các bạn làm bài theo ấy à? Theo cái danh sách ở trong đề cương cái gì? Alo, anh Kim Văn Hùng. Hay là tự chọn làm? Em làm theo đề cương ạ. Anh Hùng làm theo đề cương đúng không? Vâng ạ. Được cái số bài thì hơi ít nhỉ, nếu theo đề cương nó hơi ít. Thì tôi có nói trước là các bạn cứ làm với trừ bài 2.10 ra, còn các bạn cứ làm tất mà nếu mà làm được mà, đúng không? Các bạn đang ở nhà cả gì, có ai ở Hà Nội không? Dạ, em ở Hà Nội ạ. Vâng. Anh qua hay ai? Anh Trung chứ? Anh Trung chứ đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, anh Trung. Vâng. Một chỗ người vào sớm, hôm nay vào sớm nhất anh Lưu Minh. Vâng.
Anh là ở Hà Nội là người ở gốc của Hà Nội hay hay là đã lên đây sớm, lên từ nhà lên đây sớm rồi? Dạ em lên sớm. À. Thế thì ở trong trong cái có bị hạn chế không? Trong ký túc xá nhà thuê? Dạ không, chỗ em chưa thấy hạn chế gì ạ. Vâng. Đó, nhưng mà cẩn thận nhé, đi ra ngoài cẩn thận nhé, giờ là em không chúng ta khắp nơi, nhưng cẩn thận. Dạ vâng, em không có đi đâu đâu. Rồi các bạn khác vâng, có bài tập thế nào, câu hỏi thế nào? Tôi nhìn thấy anh Hùng vì anh ấy là cái file của anh là file đã làm gọn rồi, cho nó là bé nhất đúng không? Những người khác có câu hỏi gì, có bài tập gì liên quan đến chương 2 này không? Nhiều lắm đấy, tôi nói trước này. Thầy ơi, thầy chưa câu... Alo ạ, thầy nghe không ạ? Vâng, tôi nghe đây. Thầy chưa câu 2.28 được không ạ? 2.28 gì? Vâng. 2.28, người ta cho cái gì, kiểm tra lại xem nhé. Người ta cho chúng ta là gì? Là lambda bằng 0,660 đúng không? 0,660 micromet đúng không? Đúng không? Là trong quang phổ bậc 2. Bậc 2 tức là K bằng 2 gì? Vào. Bằng 28. 2.28 đúng không? Tức là cho là quang phổ bậc 2 đúng không? Không ạ. Cái chiếu vuông góc với mặt phẳng của cách tử nhiễu xạ ấy. 2.28. À tôi nhìn. Cho bài khác. Thế nhà chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng của một cách tử nhiễu xạ bằng một thị kính. Đúng không? Khi quay thị kính một góc phi nào đó, người ta quan sát cái vạch quang phổ bậc 3. Ứng bước sóng là 4.4×10⁴ mm. Và với cùng góc phi đó, người ta chỉ có thể quan sát cái vạch quang phổ ứng bước sóng nào nằm trong giới hạn từ 4 cho đến 7 nhưng 10⁴ mm đúng không? Rồi có phổ bậc mấy? Rồi bài thế gì đúng không? Và chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng của cái tử bằng một thị kính này. Cái câu này nghĩa thế nào? Chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng của một cái tử bằng nhiễu xạ bằng một thị kính nghĩa thế nào? Chúng ta có nhiễu xạ gì? Bây giờ chúng ta có nhiễu xạ gì? Cái loại này, khi chiếu sáng vuông góc với cách tử bằng một đường kính đúng không? Thì chúng ta có nhiễu xạ gì đây? Đấy, chúng ta có hai loại nhiễu xạ đúng không? Nhiễu xạ gì đấy? Nhớ lại câu này là chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng của cách tử nhiễu xạ bằng một thị kính. Đó, thế chúng ta có nhiễu xạ gì trong trường này? Alo.
Thầy, thầy có thể nói lại được không ạ? Vậy em không nghe được thầy ạ. Dạ, được câu bài tập cho người ta cho là chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng cái từ bằng một thị kính. Thế có thể có tay có dấu xạ gì? Dấu xạ qua cái từ phẳng. Thì đúng là qua cái từ phẳng, nhưng mà là dấu xạ gì và dấu xạ gì? Dấu xạ gì? Dấu xạ cho qua. Dấu xạ gì? Cho qua. Nhiễu xạ truyền qua thì đúng rồi, chứ nhưng mà vấn đề chúng ta học hai loại nhiễu xạ đúng không? Tôi vừa nói xong ở đầu giờ, đúng không? Nhưng mà nhiễu xạ gì? Nha, chiếu ánh sáng qua thị kính, đúng không? Vuông góc với mặt thẳng cái tử. Thế là nhiễu xạ gì đấy? Nha, chiếu sáng vuông góc với mặt thẳng của một cái tử nhiễu xạ bằng một thị kính, đúng không? Thế nghĩa là gì? Phải nhiễu xạ bởi sóng phẳng không ạ? Thì rõ ràng là nhiễu xạ bởi sóng phẳng rồi. Đây đang nói cách tử thì chắc chắn là nhiễu xạ bởi sóng phẳng rồi. Nhưng mà nhiễu xạ bởi sóng phẳng có hai loại nhiễu xạ. Rồi, chiếu sáng vuông góc mặt phẳng của cái gì? Một bằng một thị kính, có nghĩa là nào? Vẽ hình ra, quang phải vẽ hình ra. Khi nào chiếu sáng với mặt phẳng của một cái tử bằng một chữ ký nghĩa nào? Nha, kể cả nhiễu xạ chiếu qua lẫn nhiễu xạ phản xạ đều như nhau cả, đúng không? Khi nào chúng ta có tia tới vào vuông góc với mặt phẳng của cái tử lấy nhiễu xạ gì? Fresnel. Vâng, nhiễu xạ Fresnel đúng không? Thế bây giờ sau đó bây giờ nếu tôi quay đi một góc phi thì ta có nhiễu xạ gì? Nhiễu xạ thị kính nhé, nhưng mà vật kính. Công thức các bạn có sẽ là thế nào? Phải vẽ hình ra, hình vẽ được không? Thầy vẽ sao? Vẽ được hình vẽ không? Nếu các bạn không vẽ được, các bạn nhìn cái lời giải trong sách, các bạn có sách cả gì đúng không? Có sách cả gì? Qua nhìn lời giải trong sách nó viết cái gì đấy? Theo đề bài ta có gì? Xét thì ta xét cực đại nhiễu xạ đúng không? Đề bài nhớ lại cho này. Chiếu sáng vuông góc với mặt phẳng của một cái tử bằng một thị kính thì quay thị kính một góc phi nào đó, người ta
quan sát tới vạch quang phổ bậc 3 ứng với bước sóng là từ này. Còn dưới cùng góc khi đó người ta sẽ quan sát tới vạch quang phổ ứng với bước sóng nào nằm trong giới hạn từ đây đến đây, đúng không? Được nghĩa nào? Nhá. Nếu bình thường tôi chiếu thẳng đúng không? Giả sử tôi có đây là cái tử này. Để giả tôi chỉ vẽ hai cái khe thôi. Nhá. Thế đây là màn ảnh này. Đúng không? Màn ảnh này. Đúng không? Nếu đầu tiên là chiếu thẳng này. Chiếu thẳng vào này, đúng không? Tôi nhìn thấy ở đâu đấy. Đâu đấy ở đây có bậc 3 đúng không? Bậc 1 này, bậc 2, bậc 3 đúng không? Bậc 3 đâu đấy đây. Có đây đúng không? Bậc 3 ở đây. Ở cái chỗ vị trí này. Đúng không? Ở bậc 3 ở vị trí này, tức là cái tôi có cái cực đại bậc 3 không? Tôi cho thế thì đúng không? Quay thì cánh. Khi quay thì cái một góc phi nào đó ta quan sát cái vạch quang phổ bậc 3 ứng với từng này. Tức là khi nào? Khi mà tôi quay cái góc đi một góc phi nào đấy đúng không? Quay thì cái góc phi nào đấy thì tôi nhìn thấy quang phổ bậc 3 đúng không? Thế có nghĩa là gì là bây giờ nếu bình thường tôi nhìn thấy ở đây tôi có với lại đây tôi có bậc 3 thì có nghĩa là tôi có cái minimum là bậc 2 thì đúng không? Và cực đại là bậc 3 thì đúng không? Ừ. Thì chúng ta có gì? Điều kiện bậc 3 ta có là K bằng 3 đúng không? Bậc 3 là K bằng 3 đã. Đúng không? K bằng 3 á. Phải không? Thế K bằng 3 ở đây thì các bạn có ở đây ta có gì là lambda người ta cho là bằng bao nhiêu là 0,44 đúng không? 0,44 nhân 10 với trừ 14 à, nhân 10 trừ 4 đúng không? Tức là ta có là nhân với lại K lambda ta có là bằng gì? Bằng là 3 nhân với lại 0,44 nhân với 10 mũ trừ 4 với thêm đây nữa là gì? Là chúng ta có là 4,4 nhân 10 trừ 4 đúng không? Thế bây giờ tôi viết là 0,44 thì là 10 mũ trừ với trừ 6 không? Vâng. Đúng không? Rồi người ta cho chúng ta là 4,4 nhân 10 trừ 4 không? Đúng rồi, 4 nhân 10 trừ 4 đâu? Cho nên chắc là cho sai rồi. Đúng không? 4 nhân 10 trừ 4. Thì có phải là 0,44 nhân 10 mũ? Người ta cho là mm. Hả? Người ta cho là mm, mình đổi ra mét thì nó là 0,44 nhân 10 mũ trừ 6. 0,44 nhân 10 trừ 6 đúng không? Rồi nếu đưa sang đấy là có là 4,4 đúng không? Là 4,4 nhân 10 trừ 7 được rồi, 4,4 thôi ta cứ để đi, 4,4 nhân 10 trừ 7 đi đúng không? Để như họ được 4,4 đúng không? 4,4 nhân 10 trừ 7 mét đúng không? Tính như vậy, tính như mét rồi. K lambda đúng không? K lambda thì theo điều kiện bằng cái gì? Nếu chúng ta cho chúng ta là gì? Là cực đại đúng không? Nếu con vạch quang phổ bậc 3 ứng với bước sóng từ này, quan sát về quang phổ tức là cực đại gì đúng không? Phải không? Phải không? Thế là quan sát đấy, quan sát quang phổ tức là cực đại gì? Có. Cực đại thì có nghĩa là gì? Thế trong bài kích, trong bài nhiễu xạ qua cái tử ấy đúng không? Thì cực đại đây nghĩa là cực đại của gì? Alo, nhớ lại kiến thức xem ta có cực đại của gì. Nhớ lại như là trong bài nhiễu xạ qua một khe hẹp này, nhiễu xạ qua một khe hẹp này thì chúng ta có
cực tiểu nhiễu xạ được tính bằng gì? K bằng lambda trên B, có đúng không? Và giờ sẽ sin phi chứ. Sin phi bằng K lambda trên B đúng không? Như vậy nhé. Bài này. Bài nhiễu xạ qua khe này. Nhiễu xạ qua khe hẹp này đúng không? Cực tiểu này. Cực tiểu này là gì? Là sin phi bằng K lambda trên B đúng không? Đúng không? Bây giờ bài bây giờ bài nhiễu xạ qua cái tử này. Đúng không? Thì chúng ta có sin phi bằng K lambda trên B là cái gì đây? Là cái gì đây? Trong bài ta có đây là gì? Có đây là cực tiểu chính không? Có đúng không? Là cực tiểu chính không? Đúng ạ. Vâng. Thế bây giờ sin phi bằng K lambda trên D là gì? Cực đại chính ạ. À, cực đại chính. Cực đại chính là do cái gì? Do giao thoa giữa hai khe. Vâng, do giao thoa đúng không? Giao thoa. Có nghĩa là chúng ta có gì? Là D sin phi đúng không? Bằng K lambda không? Đúng không? Vừa thay cái K lambda này đây ra có này bằng này 3 này nhân với 4,4 nhân 10 trừ 7 này. Đã có D sin phi không? Vâng. Đúng không? Có D sin phi không? Bây giờ ta hỏi chúng ta tiếp là gì? Là nếu với cùng góc phi đấy, cùng sin phi đấy đúng không? Thì ta sẽ quan sát cái vạch cong phổ ứng với bước sóng nào nằm trong giới hạn từ lambda bằng 4 cho đến 7 nhân 10 trừ 7 mét đúng không? Giờ cho ta 4,4 đúng không? Thì ta hỏi chúng ta là bước sóng nào đấy hay nơi khác là có bao nhiêu vạch tức là có bậc mấy của các cái bước xạ đúng không? Mà ta có thể quan sát được đúng không? Người ta tính thôi đúng không? Đây tính thôi. Bây giờ K lambda và sin phi thì vẫn như thế đâu, cái vế này vẫn như vậy không? Vế này vẫn như cũ không? Đúng không? Không đổi không? Đúng không? Phải không? Vì vẫn người ta cho là cùng góc phi mà. Vì sao? Vì này. D không đổi không? Đúng không? Để cho này cùng góc phi đúng không? Cho nên sin phi không đổi không? Được chưa? Cái trong trường hợp ấy thì có phải phía trái là không đổi không? Tức là D sin phi là không đổi. Và bằng gì? Bằng K lambda đúng không? Trong đó lambda thay đổi từ lambda 1 bằng 4 nhân 10 trừ 7 tới lambda 2 bằng 7 nhân 10 trừ 7 không? Mét đúng không? Thế không? Đúng không? Thế mà vế trái không đổi. Có nghĩa vế trái này bằng bao nhiêu? Bằng cái 3 nhân với lại 4,4 nhân 10 trừ 7 đúng không? Không đổi mà thì bằng K lambda đúng không? Mà lambda thay đổi đúng không? Với lambda ta cho thay đổi thế này có phải chúng ta có này không? Vậy chúng ta có này 3 nhân này là có là 13,2 không? Đúng không? 13,2 nhân 10 trừ 7 mét đúng không? Đúng chưa? Bằng K lambda đúng không? Cho nên ở đây ta có gì? K ở đây đúng không? K đầu tiên nó có là bằng 3, nhưng mà trong trường hợp nếu lambda thay đổi
nhá. K này ấy, K này bằng 3, nếu mà lambda bằng 4,4 nhân 10 mũ trừ 7 đúng không? Dạ. Từ K này bằng bao nhiêu khi lambda bằng từ lambda 1 cho đến lambda 2? Đúng không? Ta phải tìm như vậy đúng không? Thì ta tìm thôi, ta có này. Ờ, cái giá trị này ta có trước rồi nhé, là K nhé, đúng không? K nhé. Thì K này ta gọi là K 0 đi. Đúng không? K 0 bằng 3 đi. Tức là K này ta có bao nhiêu? K này bao nhiêu ta tìm thôi đúng không? Ta có K này. Đúng không? Thì bằng gì? Bằng là 13,2 đấy đúng không? Bằng cái số này tôi gọi là số A đi, A chia cho lambda đúng không? Vậy ta có đây sẽ là gì? Là K sẽ nằm trong khoảng gì? Từ là A trên lambda 2 đúng không? Nhỏ hơn bằng đúng không? K nhỏ hơn bằng gì? A trên lambda 1 không? Đúng không? Với lambda 1, lambda 2 ta có trên kia rồi. Đúng không? Người ta đi tính thôi. Đây tính thôi đúng không? Ta có đây sẽ là gì? A này bằng là 13,2 nhân 10 mũ trừ 7. Đúng không? Chia cho số này là lambda 2 là 7 đúng không? 7 nhân 10 mũ trừ 7 không? Đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng K nhỏ hơn bằng 13,2 10 trừ 7 trên 4 đúng không? Nhân 10 trừ 7. 10 trừ 7 là giả nước hết đúng không? Ta có đây sẽ là gì? Cái này sẽ là 1 phẩy mấy đây đúng không? Đúng không? 1 phẩy mấy không? 1 phẩy đúng không? 14 thì được 2 đúng không? 7 đã còn 6, 63, 63 và 7 đúng không? 63, 7 là 79 đúng không? 9 gì đúng không? 9 nhỏ hơn là bằng K ở đây, nhỏ bằng đây đúng không? Đây ta cái này tính dễ rồi, 3,3 đúng không? 3,3 đúng không? Thế bây giờ ở đây rõ ràng là gì? Là vì K ở đây là số nguyên không? K chỉ là số nguyên không? K là nguyên không? Vì K chỉ là số bậc thôi đúng không? K là nguyên cho nên thành ra gì? Thành ra ta có được K chỉ bằng gì? Bằng 2 hoặc là K bằng 3 đúng không? Từ đây đến đây thì K bằng 2 hoặc bằng 3 thôi. Vậy nếu K bằng 2 thì bước sóng sẽ là nếu K bằng 2 bằng 2 đúng không? Thì bước sóng lambda 2 đúng không? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 0,66 đúng không? Nhân 10 mũ là micromet. Rồi, dùng nó bị quen hơn đúng không? Còn nếu mà K bằng 3. Bằng 3 thì đây lambda này sẽ bằng gì? Lambda 3 này, lambda 1 này đúng không? Sẽ bằng gì? Bằng 3 thì có ngay được rồi đúng không? Là 13, 13 bây giờ ta có được 4 không? 0, phải... Ta nhớ. Cái chúng ta có rồi đúng không? Nó không phải 44 đâu. Đúng không? Không phải 44 đâu. Cái người ta cho chúng ta trong đề bài không? Đề bài đã cho đúng không? Đúng không? Rồi. Thôi thế thì chúng ta có hai sóng thôi, hai lambda thôi đúng không? Lambda này với K bằng 2 đúng không? Và cái mà đề bài ta cho ta có cái này không? Có không? Đúng không? OK, có cái ý kiến, có hỏi gì bài này không?
Em có thấy là đề người ta bảo là chiếu bằng thị kính thì cái thị kính đấy đặt ở phía trước cách tử hay phía sau cách tử? Thị kính là cái gì? Thị kính là cái mà thực ra ta có hai cái không, vật kính và thị kính nhau đúng không? Rồi nhưng mà ở đây ta cứ hiểu này, thực ra cái chuyện thị kính có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta nhìn cái góc với cách tử. Nhìn góc cái tử. Nhá, bởi vậy nhá. Nếu trong trường hợp mà ta dùng cái nhiễu xạ photographer nhá. Giả sử ta có đây là cái góc này. Là thế này rồi đúng không? Bên này thế này rồi. Bên này là phi 1. Đây là phi 1 đúng không? Được chưa? Thế bây giờ cái này không đổi. Cái này không đổi. Thì có phải rằng là nếu bây giờ xét cái hiệu quang độ ấy, chúng ta chỉ có xét bên này thôi hoặc là góc này đúng không, thì ta có cái hiệu quang độ tính bên này đúng không, hoặc là góc này ta tính hiệu quang độ phía bên này đúng không, ta xét một bên thôi mà đúng không, vì bên kia bị fix rồi, bị cố định rồi, thế thì xét trước thì sau cách tử đây thì không thành vấn đề đúng không? Vâng ạ. Đúng không? Vì ta chỉ xét có một bên thôi mà. Nếu phải xét cả hai bên cơ thì lúc đấy khi đi yếu xạ present hay yếu xạ profile mới thành vấn đề. Thì lúc đấy chúng ta có cái hiệu quang độ sẽ là tính là tổng tần số của hai bên. Nhưng trong bài này thì người ta đã fix một bên rồi, đã cố định một bên rồi. Chứ còn lại một bên thì thực ra trước hay sau thì như nhau cả, đúng không? Bạn Hiền công nhận thấy không? Có phải bạn Hiền không? Nguyễn Thị Hiền hỏi gì đúng không? Không ạ, em là Thư ạ. À Thư ạ, à? Thanh Thư ạ. À? Vâng. Con xin lỗi vì nhìn đây nó chỉ có mỗi chữ Nguyễn T thôi, chứ tôi không nhìn, không tôi đoán thôi. Vâng. Rồi. Thế còn à? Còn có cái vấn đề gì không? Bài này nhớ lại nhá. Hai chương giao thoa và nhiễu xạ là coi như hai chương chốt về bài tập khi mà chúng ta có câu hỏi thi nhé. Vì là chúng ta ngoài ra còn có mỗi chương về tức là trong khi thi ấy, thì coi như chúng ta có ba phần liên quan đến bài tập nhé. Thì phần thứ nhất là phần quang sóng là cái phần chúng ta đang học đây nhé. Quang sóng thì có ba chương: giao thoa, nhiễu xạ và phân cực. Sau đó chúng ta có quang lượng tử và có cơ học lượng tử. Cái phần quang sóng ấy thì cái nội dung chủ yếu mà có bài tập khi mà làm bài thi ấy, là hai chương là giao thoa và nhiễu xạ. Thì rõ ràng là trong hai chương này thì bài tập ở chương nhiễu xạ thú vị hơn bài tập chương giao thoa không? Nên xác suất mà có vấn đề ở đây là nhiều hơn đúng không? Tôi đang nói trường hợp là gì, là trường hợp nếu mà các bạn thi đề riêng, còn nếu thi đề chung thì là thi trắc nghiệm rồi không nói gì, còn nếu thi đề riêng thì sẽ là thi tự luận. Tôi chỉ thích ra tự luận thôi. Thì sao thì ra tự luận còn biết là các bạn lập luận thế nào, chứ còn nếu ra trắc nghiệm thì chả biết các bạn lập luận thế nào. Nha, đấy là cái phần mà nhớ lại là cần chú ý là nó là cái nội dung trọng tâm khi chúng ta xem xét về bài tập của phần quang sóng ở phần này. Cho tôi nhìn một tí liên quan tới cái thời gian. Quan thời gian đúng không? Thì theo thời gian thì các bạn có đây là có cái điểm danh. Không biết là đến thời gian điểm danh chưa? Tôi chưa nhìn thấy. 5:48 thôi. Chưa đến đúng không? Rồi. Đấy, cứ để đã đúng không? Và những bài này, mà đến lại. Vâng, tôi nghe đây. Không, em hỏi về cái thời gian điểm danh là khi nào vậy? À, nó xảy ra một cách, tôi để một cách ngẫu nhiên.
tôi chỉ nhìn ra là cái kết quả là có điểm danh hay chưa thôi. Chứ để căn xong các bạn xong các bạn căn giờ các bạn đi ra thì nó là mất vị đi, cho nên tôi để ngẫu nhiên. Còn cứ chuẩn bị vào, nếu có sắp có điểm danh thì các bạn nhớ điểm danh thôi. Hiện nay là đã có khá nhiều người ra rồi đấy đúng không? Hiện nay chỉ còn có 25 người thôi. Rồi trước đông hơn. Chúng ta có tất cả 27 người mà đúng không? Trừ bạn Việt Long đi tiêm đúng không? Là Việt Long đi tiêm không? Như vậy thì còn 26 người không? 26 người thì thiếu một người đúng không? Rồi, tiếp tục đi. Các bạn tuần sau các bạn đọc trước cái phần liên quan đến phân cực nhá. Phân cực chúng ta sẽ làm gọn trong một tuần thôi, và về lý thuyết trong một tuần thôi. Có bài 34 các bạn làm chưa? Dạ thì chưa, bài 34 đi được, em chưa làm. Có ai làm rồi thì đi. Thì chữa mới thú vị chứ. Thầy có bài 36 ạ. Bài 34 này, dạ vâng, bài 34, bài 36 đúng không? Rồi, bài 34 cũng là bài thú vị. Góc tới của chùm ánh sáng đơn sắc chiếu vào cái tử là bằng 30 độ đúng không? Cái tử chu kỳ D bằng 1,5 micromet. Tìm độ tán sát góc của cái tử đúng với vạch cực đại bậc 3. Đấy, một câu như này rất là thú vị để ra đề thi, nó ngắn nhưng mà lại thú vị. Các bạn chú ý đúng không? Thế lại bài này là gì? Bài này cho là gì? Là góc tới của chùm ánh sáng đơn sắc đúng không? Tôi có bài 34 là lambda này bằng là 0,6 đúng không? 0,6 micromet đúng không? Theta bằng 30 độ đúng không? Cách tử của chu kỳ D bằng 1,5 micromet đúng không? D bằng 1,5 micromet. Hỏi độ tán sắc không? Độ tán sắc đúng không? Cái độ tán sắc đây là cái gì cái đã? Đúng không? Thường chết là chết ngay ở ngay đầu tiên này, bởi vì sao? Bởi vì là không biết độ tán sắc là cái gì. Và thường chết như thế luôn. Độ tán sắc này chính là gì? Chính là ta có là gì? Là cái góc là bao nhiêu trên một đơn vị độ dài của bước sóng đúng không? Ta có cái này chính là bằng gì? Bằng d theta trên d lambda đúng không? Còn người ta chỉ tính giá trị tuyệt đối thôi. Người ta chỉ lấy giá trị số thôi, ta lấy cái này đúng không? Là bằng bao nhiêu? Rồi, chúng ta làm này bằng cái nào? Ta tìm này bằng cái nào? Chúng ta tìm được. Sao tìm được giá trị là d theta trên d lambda đúng không? Cho chúng ta biết là gì? Thì cho chúng ta biết là được rồi. Cho chúng ta biết là gì? Là góc tới của chùm ánh sáng đơn sắc chiếu vào cách tử bằng 30 độ, theta bằng 30 độ. Và cái tử của chu kỳ là từng ấy đúng không? Và vậy thì tính cái đạo hàm như thế nào?
Chí thứ hai là kiểu gì? Có cái gì liên quan đến thế gian này? Về tìm góc alpha không? Thì không. Đâu có alpha nào, đây thì có alpha, đây thì có góc của theta, đây nó là góc theta chứ có alpha đâu. Em tưởng là góc. Đúng không? Thì cho ta là cái độ tam giác này đúng không? Thế thì ở đây ta có cái gì? Nếu vẽ hình vẽ cái chữ ta có thế nào? Mình tìm cái góc ứng với cả cái cực đại chính bậc bậc cao rồi đạo hàng của cái sin đấy thì ra cốt với cả ra đề phi trên lambda. Rồi thế gì, thế ví dụ như anh nha, đấy là ai phát biểu nhà anh Nguyễn Văn Quang đúng không? Vâng. Anh có thể là cho màn hình lên trên không, cái anh làm không, cho mọi người xem không? Vâng. Nó giống như ta lên bảng thôi đúng không? Còn trong lúc ấy thì tôi sẽ đánh dấu như là anh coi như lên bảng đúng không? Em xem màn hình kìa. Vâng, anh xem màn hình đi. Vâng. Đây thì thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cái này em làm hơi tắt rồi. Thì là mình giống như cái nhiễu xạ Fraunhofer thì mình xét quang hiệu quang độ giữa hai cái khe cách tử gần nhất. Anh giải thích cho các bạn được cái công thức đầu tiên thế nào. Vâng, thì em áp dụng luôn là có nghĩa là bởi vì là cái để em không biết hình này thì thực ra là cái góc tới nó là 30 độ và em xét ở cái góc nhìn phi ở trên màn ấy thì hiệu quang độ sẽ là d cos 30 trừ d sin của sin phi thì bằng k lambda. Bây giờ anh vẽ hình ra còn cháu với tôi đi tìm cái danh sách lớp để đánh dấu là coi như là anh lên bảng đó. In một tấm danh sách lớp này là... đúng không nào thì anh dùng bảng vẽ gì đúng không? Em vẽ ở trên cái
cái PDF này luôn, thầy có nhìn thấy không? Em xem lại. Ừ, không, nhưng tôi muốn hỏi là anh dùng cái công cụ gì để vẽ? Em đang vẽ vẽ luôn ở trên cái này này. Rồi, góc tới rồi, nhìn thấy rồi, thấy ta rồi, đúng không? À. Rồi anh chỉ cần đánh dấu copy rồi thôi cho mọi người nhìn thấy thôi. Được rồi. Rồi sao còn lại hiểu góc độ mọi người sẽ tự hiểu là cái như nào, đúng không? Được. Thì em sẽ dựa vào cái hiệu góc độ giữa hai tia mà là trung tâm của hai cái khoe cái tử gần nhất đấy. Vâng. Thì ứng với cả cực đại bậc ba thì k bằng 3 và cái d hiệu sẽ d cos trừ đi sin này và tan sin. Vâng. Thì sau đấy em đạo hàm thì em ra được cái công thức này và vâng, thay số vào rồi. Vâng. Cảm ơn anh Quang. Thế đây thực ra ở đây chúng ta dùng đấy là nhiễu xạ gì? Nhiễu xạ Fraunhofer đúng không? Có nhiễu xạ Fraunhofer không? Từ nhiễu xạ mà khi chúng ta có cái chùm tia tới là có một góc tới là theta nào đấy với lại mặt phẳng. Với lại cái pháp tuyến của mặt phẳng của cái tử đúng không? Các bạn nhớ là trước đây chúng ta có hai trường hợp nhé, là nếu trong trường hợp chúng ta có cái tử hay là chúng ta có cái khe hẹp như này mà ánh sáng tới thẳng thế này là nhiễu xạ Fresnel đúng không? Rồi chúng ta chỉ việc vi tính cái phần bên này thôi đúng không? Cái góc phi ở đấy thôi đúng không? Chỉ phần vi tính cái phần hiệu góc độ bên này thôi đúng không? Còn nếu trong trường chúng ta có, nếu chúng ta vẫn có cái này, nhưng mà nếu bây giờ đây là cái pháp tuyến tới, nhưng mà nó lại cái tia tới nó lại hướng một góc này đúng không, thì lúc ấy chúng ta có cái chúng ta có cái hiệu góc độ là cả hai bên không, đúng không? Hoặc cái này hoặc là cộng trừ không, ta có delta L đúng không, nếu bằng L, delta L1 đúng không? Cộng với delta L2 để đại số không, đúng không? Thì một cái thì phụ thuộc vào góc theta đúng không, cái phụ thuộc vào góc phi không? Đúng không? Trong trường hợp này người ta cho chúng ta là nó theo kiểu như là xuống dưới đúng không? Thì chúng ta có là tổng đại số thực ra là hiệu đúng không? Và sau đó thì làm như anh Quang, đúng không? Vậy tạm thời tôi chưa tìm thấy cái file danh sách lớp mà tôi đã chọn sử dụng sẵn sẵn rồi, tôi chưa tìm thấy đâu cả. Thì tôi sẽ làm cái việc là tôi đánh dấu là coi như anh Quang lên bảng vào trong cái file điểm danh, đúng không? Đây tôi sẽ đánh dấu là coi anh Quang có một lần lấy bảng. Chúng ta vẫn tính điểm để cho điểm quá trình đúng không? Các bạn khác cũng thế. Rồi quay trở lại, các bạn điểm danh chưa? Hình như chưa ra điểm danh đúng không? Bao nhiêu người được danh rồi? Nó đóng rồi, mới có 20 người được danh đúng không? Em thấy thì mở thêm được không ạ? Rồi, tôi sẽ mở thêm vậy. Bây giờ là mở thêm 5 phút nữa nhá. À, đợi đến đến 5:25 mới mở nhá. Anh Hiếu vẫn kịp được ra nhỉ? Lúc em hỏi là chưa đến giờ. Đây thấy anh điểm danh rồi đấy. Vâng, lúc em hỏi xong thì mới mở điểm danh nên là em điểm danh được. Wow, nó lại thêm một người nữa vào à? Rồi bớt đi một người nữa.
Thực ra nói mà nếu mà cái giờ bài tập mà trên online này không hiệu quả mấy. Tập ở đấy hay hơn, ở trên lớp hay hơn. Tranh thủ ra cứ xem, xem còn cái bài tập nào, bài 36 đúng không? Bài 36 không? Bài 36 là cho cái gì? Đây, bài 36 đây đúng không? Bài 36 này là chiếu một chùm tia đơn sắc vuông sóng là 0,589 vuông góc một cái tử chiếu xạ, cái tử chứa n bằng 10^4 khe, chu kỳ bằng 1,5 micromet, xác định bề rộng góc của vạch cực đại chiếu xạ. Vạch cực đại chính đúng không? Vạch cực đại chiếu xạ. Vạch cực đại chính bậc 2. Biết rằng giữa hai cực đại chiếu xạ, vị trí của các cực tiểu phụ được xác định bởi thế này. Đúng không? Rồi. Thế là bài này bài liên quan đến cách tử đúng không? Thế chúng ta có cái gì ở cái bài này? Nhất là chúng ta có ở D này. À, bắt đầu điểm danh như đấy, điểm danh chưa? Điểm danh đi. Những ai chưa kịp điểm danh đi. Rồi tôi thấy rồi, Thư này, Quốc Anh như Trần Nam này, đúng không? Chắc là hết rồi đúng không? Chắc là hết rồi, 26 người hết rồi đúng không? Bởi vì hiện nay chúng ta chỉ có 25 người thôi. Chúng ta có nhắc lại là D bằng là 1,5 này. Micromet này đúng không? Chúng ta có là cực đại bậc nước sóng là 0,589 này, micromet này, rồi vuông góc với lại cái tử chiếu xạ, vuông góc này, chiếu vuông góc này đúng không? Cái tử chiếu xạ n bằng 10^4 khe đúng không? 10^4 khe này, chu kỳ đây từ này này. Cho biết là gì, là bậc K là bậc 2 đúng không? K là bằng bậc 2. Xác định và vị trí các cực tiểu phụ được xác định bằng K phẩy bằng từ này đúng không? Với ND phẩy đúng không? Biết từ này. Biết là có gì? Là cực cực tiểu phụ đúng không? Cực tiểu phụ được xác định bằng gì? Bằng là sin phi bằng k phẩy lambda trên n d phẩy đúng không? N d phẩy với k phẩy bằng là từ 1, 2 vân vân cho đến n trừ 1 đúng không? Thì xác định bề rộng góc delta phi đúng không? Phải để xác định delta phi bằng bao nhiêu? Đúng rồi, cũng tìm như vậy đúng không? Thế ta xem xét này, cực đại chính chữ K ta tính như nào? Sin phi cực đại chính này, cực đại chính chính là gì? Chính là cực đại giao thoa đúng không? Thì sin phi nhân với lại gì? Phần sin phi thì bằng k lambda trên d đúng không? Có sin phi k lambda trên d không? Vâng. Thế đây người ta cho k chúng ta là bao nhiêu? Cho với câu đại chính thứ đấy là k bằng 2 không? Cho k bằng 2 đúng không? K bằng 2. Vậy thì với K bằng 2 này thì chúng ta sẽ chọn thế nào? Cái khoảng cách góc ta chọn thế nào? Hoặc là chọn gì?
Còn nếu đây là cực đại chính đúng không? Vậy ta sẽ chọn là gì? Là với cực đại chính ta chọn là để xác định góc thì như nào? Ta chọn K trừ 1 đúng không? Là bằng 1 đúng không? Chứ K từ K không? Hoặc là từ K đến K cộng 1 đúng không? Tùy các bạn chọn thế nào chọn đúng không? Cái vị trí cực tiểu phụ được xác định nhắc lại là gì? Nhắc lại chúng ta có dạng kiểu này không? Tức là trong cái cực đại chính, trong cái cực đại của cái nhiễu xạ một khe này chúng ta có các cực đại chính đúng không? Cực đại chính như này. Đúng không? Tôi chỉ lấy ví dụ này thì tôi có các cực đại phụ đây và các cực tiểu phụ đúng không? Đúng không? Vậy vị trí các cực tiểu phụ này là tính theo công thức chúng ta có trên này không? Đúng không? Vậy thì ở đây ta có là khoảng cách góc giữa các hai cực tiểu phụ và hai bên cực đại chính. Thế mà ta có bây giờ đây tôi cũng có là cực tiểu phụ không? Đúng không? Vậy thì cực tiểu phụ này và cực tiểu phụ này thì khoảng cách này chính là khoảng cách giữa gì? Giữa của bề rộng của cực đại chính đúng không? Có phải không? Vâng. Vâng, chúng ta đi tìm cái đấy thôi. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có cái cực đại chính thứ K. Thì K phải tính như nào? Thế chúng ta có này, sin phi đúng không? Đối với là cực tiểu chính này. Cực tiểu chính này thì ta có là sin phi thì bằng là K phẩy đúng không? Lambda chia cho ND phẩy đúng không? Vậy chúng ta cần đi tính cái gì ở đây? ND phải biết được không? Công thức người ta cho chúng ta đúng không? Ngay từ đầu ta cho chúng ta là gì? Bài 2.36 ND phẩy đúng không? Là K phẩy lambda và ND phẩy đúng không? Vậy ra tính như nào đây? Em lại bài em xin phép được làm tiếp đúng không? Vâng. Em xem. Anh đấy là ai nhỉ? Anh em Quang. Quang à? Quang làm tiếp cũng được, nhưng mà nếu Quang mà nhường được cho bạn nào khác thì tốt hơn. Có bạn nào muốn làm không? Nếu không bạn nào muốn làm thì Quang làm tiếp, còn nếu bạn nào muốn làm thì để nhường cho bạn làm. Nobody. Thế thì Quang làm đi. Được rồi. Để em xem. Đây. Đây là bài làm của em ạ. Thầy thấy chưa? Thì bài. Vâng. Thì đây thì đây là cái xác định vị trí góc của cực đại chính thứ K là sin phi K bằng K lambda sin D. Rồi. Thì để biết được cái bề rộng của nó thì mình cần tìm được vị trí của cái hai cái cực tiểu gần nhất về cực đại chính bậc K đấy. Thì đây thì là có nghĩa là
giữa hai cực địa chính thì nó sẽ có cái góc phi của cực tiểu, nó sẽ định theo công thức thế này. Thì cái này em tham khảo cái ở dưới, cái em tham khảo ở trong cái cuốn mà thầy đưa thì đấy, thì cũng như là giữa hai cực đại bậc k thì hai cực đại tiểu, hai cực tiểu gần nhất của nó là cái k trừ đi một trừ n lambda trên d đấy. Vâng. Thì lúc đấy thì nó có cái sin này nó sẽ bằng không ấy. Vâng. Thì khi mà tính được cái phi m này thì em tính được cái delta phi 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 trị delta phi này chính là góc giữa hai cái cực tiểu gần với cực đại chính bậc k. Tức là nó tóm lại là anh tìm được cái vị trí bên bên phải bên trái của cái cực đại chính đúng không? À, vâng. Rồi đúng mình không? Trừ cho nhau ra delta phi ạ. Vâng. Vâng. Rồi thì mình dùng cái xấp xỉ Magnarang đối với cả cái axi này thì mình sẽ ra được công thức thế này. Vâng. 2 lambda nữa đi. Cái này em thay số thì em thấy có đúng không thấy không? Cái biểu thức thì đúng nhưng mà em thay số thì kết quả như em không 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 ra giống, cái biểu thức thì đúng mà gì giống. Có thể là vì này, có thể là vì anh tính cho phân mất. Và trong khi đó giây với phút thì tính là 60 chứ không phải 100. Dạ vâng, em giây là 60 vâng, còn đâu cái giây phút được là 100. Giây phút được 60 cả. Đó, em tính 60 cả. Cho nên là nếu mà tính bình thường mình tính hứa phân là tính 100. Cho nên là nó không đúng. Nhưng mà tính là radian thì tính là radian thì sau đổi ra độ sau thì nó sẽ chính xác hơn. Vâng. Nhưng mà cái biểu thức thì đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là khi làm bài này thì có phải là các bạn thấy là dùng cái phần mà người ta cho chúng ta mà trong cái quyển sách của Savinev là dùng rất là hiệu quả không? Đúng không? Thì nếu trong trường hợp mà các bạn làm bài thi, thì nếu trong trường hợp mà bài thi mà câu trắc nghiệm thì không nói làm gì, vì nó chỉ có con số thôi. Còn nếu bài thi là tự luận thì dùng công thức nào thì mà không có trong sách của cái khoa ấy thì các bạn phải chua thêm một dòng nữa là theo công thức của trong quyển sách này cái kia nhé. Yeah. Trong đây quyển sách của Savinev đúng không, theo quyển sách theo công thức quyển sách Savinev này, công thức này thì áp dụng công thức đấy thì chúng ta có cái này. Yeah. có thêm đoạn đấy nhé. Yeah. Có thêm cái câu đấy. Rồi, cảm ơn anh Quang. Ở phần đầu của chương này, nó có cái phần liên quan đến nhắc lại công thức không? Chương 2 đúng không? Phần đầu chương 2 có phần nhắc lại công thức này. Đây chỉ có mỗi công thức đấy thôi đúng không? Cho nên nếu mà dùng công thức kia là phải có cái ghi chú là tôi áp dụng công thức từ trong sách nào đấy đúng không, bởi vì nó không có trong cái phần sách bài tập này. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Đây là như là còn bị dôi ra thời gian so với lại đấy đúng không, 5:30 ta hết giờ rồi đúng không. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy hôm nay đánh dấu là anh Quang là hai lần, coi như hai lần nữa bảng nhé. Và các bạn khác cũng nên tích cực hơn. Ok, các bạn có thể nghỉ được rồi, cảm ơn. Xin chào thầy ạ. À, xin chào thầy ạ. Xin chào các bạn. Chào thầy.